cao hắc xâm đông trùng hạ thảo. Hắc xâm thì đã quý rồi, lại còn thêm đông trùng hạ thảo nữa thì nó lại quá tuyệt vời. Như cô giống vậy, mỗi lọ là 240 g, một lần là mình sẽ sử dụng là 2 muỗng nha. Sử dụng 2 muỗng này, mình quậy với lại nước khoảng 50 ml thôi. Ai muốn ngọt thì có thể bỏ thêm mật ong. Là mình uống rêu là tăng sức đề kháng nè, tăng cường hệ miễn dịch nè, giúp phục hồi sức khỏe cho người mới ốm dậy này, người sau sinh nè nha, hoặc là cái người sau phẫu thuật nè là mình nên uống nè. Rồi nó bổ thận nè, giảm tiểu đêm nè, ai đau lưng mỏi gối nè thì cũng nên uống nha. Quý ông uống thì cũng tăng cường bản lĩnh nè ha. Rồi những cái người mà mình uống để giúp cân bằng huyết áp nha, cân bằng huyết áp rồi ổn định đường huyết. Cũng ai mà đang bị đường huyết mình cũng nên uống, mà ai có bị vấn đề về huyết áp mình cũng uống nha. Rồi nó hỗ trợ giải độc trong gan, trong phổi, trong thận, trong máu nha. Rồi nó giúp là lưu thông máu huyết, giúp thông mạch nha mọi người. Một cái hộp là 4 lọ nha, hôm nay đang sale giá sốc nó cũng không chị. Rồi nó giúp chống lão hóa, khi mình uống này vô thì da dẻ mình cũng đẹp nha, da dẻ hồng hào đó. Rồi nó giúp kéo dài cái tuổi tuổi thanh xuân, kéo dài tuổi sọ thọ luôn nha. Cái tuổi thanh xuân nha mọi người, tuổi thanh xuân là một da dẻ đẹp đó, chống lão hóa đó, đồng thời nó khỏe thì nó kéo dài tuổi thọ đó. Và nó giúp điều chỉnh cái sự khủng hoảng hồi hộp, rối loạn chức năng ở cái người lớn nhé. Rồi ai mà gầy yếu này, mệt mỏi kém ăn nè, chức năng phổi yếu là nên sử dụng nè. Người suy thận suy gan nè, hay tiểu đêm huyết áp tim mạch mỡ máu cũng nên sử dụng nè. Ngày dùng mà 2 lần như tôi chị, ngày dùng 2 lần nha, sáng lần chiều lần, tức lần 2 muỗng này là một người múc là 50 ml nước rồi pha là uống nhé. Rồi ai mua thì vào cửa hàng chốt đơn, nhưng quý vị hôm nay đang giá là gọi là siêu siêu tốt nha.